xong để anh vác cho. Thôi cái này em vác được rồi, anh vác buồng kia giùm em đó. Cao rồi, răng bánh ngô hình lộn xộn như rạ. Thử đi một cái. Sáng giờ mới được vô đây. Mấy bữa ông câu đã lắm kìa. Nhiều phải không? Dạ, muốn 5kg. Tôi muốn quá chừng luôn. Đọt không mà ngon dễ sợ chứ. Dạ. Các con cà trôi đi làm chi? Bên chùa hả? Dạ. Xíu rượu trắng.
đậu hành, gừng với nghệ ướp lên con cá. Trôi này xương lắm nè. Ngày xưa chữ Y nhiều lắm á. Cho đồ nêm vô. Đậu hành. Làm cho em cái ống thổi lửa nè. Thích ăn dưa hơn. Con đi học có gì vui không con? Dạ có. Nắm. Con còn được
toán nữa. À hồi nãy con nói con được mấy điểm? Ăn đi con. Bữa ăn không đồng luôn. Cá thì mấy anh câu cho nè, rau thì dì hái ngoài đồng luôn nè. Mà mình làm ở trên quán thì chắc dầu luôn.